Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015, ngày 24 tháng 7, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Giang do đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi dẫn đầu đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đoàn đại biểu kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Nối tiếp truyền thống lịch sử hào hùng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang đã, đang và sẽ ra sức phấn đấu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại để xứng đáng với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ và ghi lưu bút sổ vàng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Giang. Vừa qua, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa đã đến thăm hỏi tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Hoàng Thống Họ, thôn Xuân Mới, thương binh Cù Xeo Dâu, thôn Xuân Thượng, xã Đức Xuân. Tại đây, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đã ân cần hỏi thăm tình hình phát triển sản xuất và đời sống của các gia đình thương bệnh binh, đồng thời đánh giá cao những công lao to lớn của các gia đình thương bệnh binh đã đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang mong rằng các gia đình thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất và tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tập trung phát triển kinh tế xã hội. Vừa qua, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình cụ Vàng Già Thải, là mẹ của liệt sĩ Vàng Khái Sò ở thôn Na Pan, thị trấn Cốc Bài, thương binh Vàng Diêu Tờ ở tổ dân phố 4, thị trấn Cốc Bài, cụ Sùng Già Sài, là mẹ của liệt sĩ Sùng Khái Trà ở thôn Na Van, xã Tả Nhiều, bệnh binh Tả Chỉnh Dùng ở thôn Vai Lũng, xã Tả Nhiều. Tại các gia đình chính sách, trong không khí chân tình, đầm ấm, lãnh đạo huyện Xín Mần đã ghi nhận và biểu dương những công hiến to lớn cho cuộc kháng chiến, giành độc lập dân tộc của các gia đình có công với cách mạng. Đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe thân nhân các gia đình và vận động các gia đình tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo. Vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Mê Lê Mạnh Cường đã đi thăm hỏi, tặng quà cho ông Triệu Văn Yêu là cán bộ tiền khởi nghĩa ở thôn Bản Sáp, Nguyễn Văn Tình là thân nhân liệt sĩ, Nguyễn Văn Thủy tại tổ 1, thương binh Đăng Văn Sái ở tổ 2, thương binh Nông Văn Khoách ở tổ 4 và bệnh binh Nguyễn Cao Đài ở thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú. Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Mê đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các gia đình chính sách, mong muốn các gia đình tiếp tục tích cực phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa những giống cây trồng cho năng suất cao vào sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo. Vừa qua, đoàn công tác của Huyện ủy Hoàng Su Phì do đồng chí Hoàng Hải Lý, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy chính quyền xã Nậm Dịch. Báo cáo của Đảng ủy xã Nậm Dịch tại buổi làm việc cho thấy, xã đã chỉ đạo nhân dân tập trung gieo cấy lúa được 62 ha, còn 20 ha do thiếu nước để làm đất. Xã đã lên phương án chuyển đổi diện tích không cấy được lúa sang trồng ngô. Đối với cây ngô, xã đã trồng được hơn 100 ha, năng suất bình quân đạt 30 tạ một ha, sản lượng trên 3.000 tấn. Các loại cây trồng khác đều đạt và vượt so với kế hoạch. Lĩnh vực chăn nuôi thú y được chú trọng với tổng đàn gia súc gia cầm đạt trên 14.000 con. Hiện nay, xã Nậm Dịch đã hoàn thành 8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, Hoàng Hải Lý yêu cầu Đảng ủy xã Nậm Dịch phải đoàn kết, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, có như thế mới hoàn thành tốt nhất công việc. Đồng thời nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện bằng các nghị quyết chuyên đề của xã, chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thành từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn. Xã cũng cần theo dõi sát sao tình hình gieo cấy vụ mùa của bà con nhân dân. Đến hết tháng 7 năm 2015, những diện tích chưa gieo cấy được do thiếu nước thì phải chuyển đổi cây trồng. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đã tổ chức hội nghị giao ban chủ tài khoản, kế toán các xã thị trấn, các đơn vị trường học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách và các chương trình mục tiêu 6 tháng đầu năm được các xã thị trấn, các đơn vị trường học trong huyện thực hiện theo đúng quy định của luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Ủy ban Nhân dân huyện đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý và điều hành ngân sách, phân bổ kịp thời nguồn vốn các chương trình, đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, các chính sách hỗ trợ dân cư như hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách, hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
trong 6 tháng cuối năm, huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2015. Tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công, tăng cường đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay ưu đãi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các đơn vị trường học, các xã thị trấn rà soát lại các nguồn kinh phí, kịp thời chi trả các chế độ, chính sách hỗ trợ cho nhân dân và học sinh. Vừa qua, huyện đoàn An Minh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 8 khóa 16 và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ 3 khóa 3 mở rộng. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phan Thị Minh. Trong 6 tháng đầu năm, công tác đoàn và phong trào thanh niên huyện An Minh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các cơ sở đoàn trong toàn huyện tổ chức tốt việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của đoàn, hội các cấp, đồng thời tập trung vào công tác giáo dục truyền thống, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên. Các phong trào lớn của đoàn được thực hiện có hiệu quả, trong đó nổi bật là chương trình tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Thanh niên của huyện cũng triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ thanh niên vươn lên làm giàu với việc mở được 24 lớp tư vấn giới thiệu việc làm, thu hút trên 4.000 hội viên tham gia. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phan Thị Minh đề nghị huyện đoàn cần xây dựng chương trình hành động cụ thể và các hoạt động có tính giáo dục cao, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên thanh niên. Tuổi trẻ của huyện cần xung kích trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chương trình tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới. Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Bắc Mê vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Thời gian qua, các cấp công đoàn huyện Bắc Mê đã có nhiều nỗ lực phối hợp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác công đoàn, phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn diễn ra trong năm. Đặc biệt, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Các công đoàn cơ sở đã chủ động đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội, tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ như quỹ mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em. Các hoạt động công đoàn được chú trọng hướng về cơ sở với mục tiêu xây dựng công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh. Đến nay, toàn huyện đã có 84 công đoàn cơ sở với 2.369 công nhân viên chức người lao động. Thời gian tới, các cấp công đoàn huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan đơn vị. Vừa qua, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Quản Bạ đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho xã Quyết Tiến. Nội dung diễn tập chiến đấu trị an của xã được thực hiện với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Trong giai đoạn này, xã đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, ra nghị quyết lãnh đạo, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức hội nghị Ủy ban Nhân dân xã triển khai kế hoạch thi hành lệnh giới nghiêm, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu trị an, thông qua kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với Đảng ủy xã Quyết Tiến. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu trị an. Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệnh Thế Hội nhấn mạnh, cấp ủy chính quyền xã Quyết Tiến cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục công tác quốc phòng an ninh tới cán bộ và nhân dân, gắn việc phát triển kinh tế xã hội với thực hiện công tác quốc phòng an ninh, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng công an, an ninh dân phòng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Quản Bạ đánh giá buổi diễn tập chiến đấu trị an của xã Quyết Tiến đạt loại giỏi. Vừa qua, Ban tuyên giáo huyện ủy Đồng Văn phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện đã tổ chức cho 10 xã thị trấn trong huyện tham quan mô hình trồng lê tại thôn Phố Là B, xã Phố Là. Các đại biểu đã được tham quan mô hình trồng lê tiêu biểu của gia đình ông Trương Chính Lùng, thôn Phố Là B, xã Phố Là. Gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa diện tích 1 hectare trồng ngô và vườn tạp sang trồng lê. Đến năm 2015, vườn lê của gia đình ông có khoảng 800 cây, cho thu hoạch gần 100 triệu đồng. Tại buổi tham quan, huyện Đồng Văn cũng thông báo dự kiến về cơ chế hỗ trợ cho trồng lê, như nhà nước hỗ trợ trồng mới 100% tiền mua giống, 70% tiền phân bón, hỗ trợ chăm sóc cho 2 năm tiếp theo bằng 50% tiền phân bón, khuyến khích và hỗ trợ bảo tồn các cây lê giống có chất lượng là 200.000 đồng một cây trong 4 năm. Việc tuyên truyền cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng là việc làm thiết thực để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.
Ngày 24 tháng 7, huyện Quang Bình đã tổ chức lễ ra quân thu dọn vệ sinh môi trường tại các cơ quan công sở, đường làng ngõ xóm và các tuyến phố trung tâm huyện lỵ để chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại các trục đường trung tâm huyện lỵ, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân các tổ dân phố đã tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, quét dọn đường phố, thu gom rác thải, phát quang cây bụi ven đường, quét sơn lại cổng và tường rào cơ quan công sở. Kết quả sau một buổi sáng ra quân, toàn huyện đã thu gom được hàng trăm tấn rác thải, đất đá, hàng chục tuyến đường trung tâm huyện và các tổ dân phố được dọn dẹp sạch sẽ, 100% khuôn viên các cơ quan đơn vị được tổng dọn vệ sinh sạch đẹp. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường trung tâm huyện lỵ xanh sạch đẹp, chào mừng đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Cựu chiến binh Lý Xuân Mìn ở thôn Nấm Dần, xã Nấm Dần, huyện Xín Mần, nhập ngũ năm 1974. Sau 6 năm tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, đến tháng 6 năm 1980, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông được phục viên trở về địa phương làm ăn sinh sống. Sống ở vùng quê chủ yếu là nông nghiệp, nếu chỉ trông vào vụ lúa, vụ ngô thì có đủ lương thực để ăn cũng là may mắn lắm rồi. Chính vì thế mà ông đã tìm tòi học hỏi thêm kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt và vay mượn họ hàng mua một con trâu để làm sức kéo. Với chỉ hơn 1.000 mét vuông đất ruộng, nhưng do biết áp dụng khoa học và đưa các loại giống có năng suất vào thâm canh tăng vụ mà diện tích lúa, ngô, đậu tương của gia đình ông luôn đạt năng suất cao. Ngoài ra, cựu chiến binh Lý Xuân Mìn còn tham gia vào nhóm sở thích trồng cây thảo quả phát triển kinh tế do xã, thôn thành lập. Hiện nay gia đình ông đã trồng được 5 hectare cây thảo quả và đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Bên cạnh đó, gia đình ông còn mở rộng thêm diện tích trồng cỏ chăn nuôi, bò, dê. Như thế, nguồn thu từ chăn nuôi, trồng rừng thảo quả hàng năm đã mang lại cho gia đình ông từ 40 đến 50 triệu đồng. Là về là phục vụ, vừa là phục vụ bà con, vừa là phục vụ gia đình, vừa là gương mẫu để thực hiện các chương trình của nhà nước và vận động bà con, rồi là hội viên cựu chiến binh ở trong xã nói chung và trong chi hội ở đây nói riêng, cũng động viên tinh thần là mình đã đi tu dưỡng rèn luyện, là thực hiện truyền thống bộ đội cụ Hồ, là gương mẫu thực hiện theo các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, và động viên bà con và hội viên cựu chiến binh trong thôn bản phát triển về kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Không chỉ làm kinh tế giỏi mà ông còn nhiệt tình cống hiến hết mình cho công tác xã hội. Từng là một trưởng thôn, đến hết năm 2004, ông giữ chức vụ là chủ tịch hội cựu chiến binh xã Nấm Dần và đã về nghỉ chế độ năm 2011. Trong thời gian công tác, ông luôn được đồng nghiệp, hội viên và bà con nhân dân yêu mến. Thì qua làm ăn từ trước đến nay thì cũng là ông Minh thì cũng luôn luôn làm gương cho mọi người trong hội chiến binh và tất cả đảng viên trong chi bộ. Ông Minh thì cũng luôn luôn giúp đỡ hội chiến binh nghèo với là gia đình nghèo ở trong thôn này. Bởi vì ông thì điều kiện hơn người khác thì mỗi năm thì cũng giúp người nghèo ở trong làng xóm này. Với tính cách giản dị, gần gũi, thân tình, cựu chiến binh Lý Xuân Mìn luôn động viên và giúp đỡ, chia sẻ với những hộ gia đình trong thôn có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.